Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kết thúc Hội nghị Trung ương 12, cán cân quyền lực nghiêng về Nguyễn Phú Trọng hay Phạm Minh Chính. Hội nghị Trung ương 2 khóa 13 được xem là hội nghị đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13. Trên danh nghĩa là Hội nghị Trung ương 1 mới là hội nghị đầu tiên, nhưng thật chất Hội nghị Trung ương 1 là đại hội đảng, chỉ bầu các chức vụ trong đảng và phân công các chức vụ của trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Còn các chức vụ cụ thể trong chính phủ, nhà nước và quốc hội thì đợi Hội nghị Trung ương 2 mới xong. Tứ trụ là người đứng đầu bốn nhánh quyền lực chính của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư là người đứng đầu Ban Bí thư, dưới ông có một phó, đó là Thường trực Ban Bí thư. Trong Ban Bí thư có đến 11 cơ quan trực thuộc. Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, hỗ trợ thủ tướng có 5 phó thủ tướng. Trong chính phủ có 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan trực thuộc chính phủ. Như vậy, chính phủ có tới 11 cơ quan trực thuộc, rất đổ sộ. Còn văn phòng chủ tịch nước và văn phòng quốc hội là những cơ quan khá ít ban bộ, ban bệ và thực hiện quyền cũng chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, khi đại hội đại biểu toàn quốc diễn ra, những người đứng đầu của bộ chính trị chủ yếu giành lấy ban bí thư và chính phủ. Có lúc người đứng đầu quốc hội cũng có thể được thừa kế chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, khi làm chủ tịch quốc hội thì không thực quyền. Vì vậy, kết thúc hội nghị trung ương 2, người ta không quan tâm đến nhân sự thuộc chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, mà người ta chỉ quan tâm đến trụ tổng bí thư và trụ thủ tướng mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng. Từ đại hội lần thứ 13 kết thúc vào ngày 7 tháng 1, thì đến hội nghị trung ương 2 là đúng 2 tháng. Trong 2 tháng ấy là hai vị đứng đầu của Đảng và đứng đầu chính phủ chọn nhân sự. Mà thực chất của việc chọn nhân sự dưới quyền là kéo người về phe của mình. Lính càng đông và mạnh thì tướng sẽ có quyền uy hơn. Đó là điều mà các ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đã chú ý và ý thức rất rõ. Chọn quân yếu thì tướng sẽ vất vả hơn và có nguy cơ giảm quyền lực. Hội nghị trung ương chỉ là vở kịch hợp thức hóa kết quả đấu đá mà người dân chỉ có cách là đứng nhìn. Theo văn phòng trung ương của Đảng cho biết, tại hội nghị trung ương 2 sẽ bàn về chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành trung ương khóa 13, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Trong hai nhóm này thì nhóm họp Bộ Chính trị đã được thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào năm 2021. Tiến hành phân công các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan của Trung ương Đảng. Nói đơn giản là hội nghị lần này công bố nhân sự dưới tướng của ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Để mỗi người có thuộc thuộc họa ý vừa ý thì cả hai đều phải đấu nhau, thương lượng, kể cả giành giật nhau những con người mà ở Đại hội 13 trúng cử vào Bộ Chính trị. Mới nhìn thì số cơ quan trực thuộc và nhân sự cấp phó thì chính phủ đông đảo hơn. Tuy nhiên, theo truyền thống thì quyền lực của Tổng Bí thư bao giờ cũng mạnh hơn Thủ tướng. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 2. Tuy theo báo chí nói thì hội nghị lần này, theo quy chế làm việc, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước và một số phiếu tập trung rất cao. Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, vân vân. Tuy nhiên, thực tế thì Hội nghị Trung ương 2 cũng là vở kịch mà thôi. Thời điểm này, người ta chỉ hợp thức hóa những chức danh mà đã bàn bạc ngã giá xong từ trước đó. Ví dụ như Chủ tịch nước là ai, Thủ tướng là ai, Chủ tịch Quốc hội là ai và dân đâu biết từ lâu, chứ không phải đợi Đảng bỏ phiếu ở Hội nghị Trung ương 2 mới biết. Những thông tin này đã lan truyền ra ngoài xã hội cách đây rất nhiều tháng rồi. Câu hỏi được đặt ra là quân đông tướng mạnh hay quân tinh tướng mạnh? Nếu nói quân đông thì chính phủ đông hơn. Phủ Thủ tướng có 5 phó và 33 cơ quan trực thuộc. Còn Tổng Bí thư chỉ có 1 phó và 11 cơ quan trực thuộc. Tuy nhiên, thông thường thì Tổng Bí thư có quyền lực lớn hơn Thủ tướng của Việt Nam. Câu hỏi là lý do tại sao lại như vậy? Có 3 lý do làm cho giải thích điều đó. Thứ nhất là do Đảng luật quy định, Đảng ra chủ trương chính phủ thực hiện.
kẻ ra chủ trương đương nhiên là đứng trên kẻ thực thi chủ trương. Thứ nhì là ban bí thư thường chọn những người quản lý, các ban có quyền lực hơn. Và cuối cùng là vị trí tổng bí thư tiếp xúc với Trung Quốc nhiều hơn vị trí thủ tướng. Trước mắt phải xem xét hội nghị Trung ương 2 này sắp xếp nhân sự như thế nào, thì yếu tố nhân sự mỗi bên cũng thuyết phục hết sức mạnh mỗi bên. Thông thường kẻ nào vâng lệnh tốt, đấu đá giỏi thì rất dễ vào được mỗi bên lôi kéo. Khi nhân sự nào ai cũng chê thì đẩy sang Quốc hội, tức là trò ngồi chơi xơi nước. Muốn biết bên chính phủ lợi thế hay bên ban bí thư lợi thế hơn thì trước hết phải xem số ủy viên Bộ Chính trị được phân bổ mỗi bên. Sau đó xem năng lực của từng người và xem cả những người ủy viên Trung ương Đảng dưới trướng của Thủ tướng và Tổng bí thư là những ai. Theo kết quả nhận được thì bên ban bí thư có bao gồm ông Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai, Trần Cẩm Tú, Trần Tuấn Anh, Phan Đình Trạc, tức là 6 ủy viên Bộ Chính trị. Còn bên chính phủ thì có Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Nguyễn Hòa Bình, Tô Lâm, Phan Văn Giang, tức là bên chính phủ có 5 ủy viên Bộ Chính trị, ít hơn ban bí thư đúng một vị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang có trong tay nhiều quyền hơn Phạm Minh Chính, cũng là một ủy viên Bộ Chính trị. Những người bên ban bí thư bị Phạm Minh Chính giật dây lấy nhân vật, mà cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đều muốn thuộc về mình, đó là Nguyễn Hòa Bình. Nguyễn Hòa Bình vốn là một chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, là một người thuộc sự quản lý của ban bí thư. Khi ngồi trong ban bí thư, Trương Hòa Bình được ông Nguyễn Phú Trọng nuôi lớn. Tuy nhiên, để được ông Nguyễn Phú Trọng vỗ béo thì ông Nguyễn Hòa Bình phải biết thể hiện cái Nguyễn Phú Trọng cần, đó là ác với dân để bảo vệ chính quyền và bảo vệ đảng bằng bất kỳ giá nào. Và qua vụ án Hồ Duy Hải cũng như tuyên án y án tử hình tại vụ án Đồng Tâm thì quyết ép chết bị can và bị cáo đã đưa đến ông Nguyễn Phú Trọng thấy rằng Nguyễn Hòa Bình có phẩm chất cần thiết cho một nhà độc tài như Nguyễn Phú Trọng đang muốn sử dụng. Và kết quả là ép chết Hồ Duy Hải và y án tử hình với nhiều người dân Đồng Tâm, gây ra sự phẫn nộ đối với nhân dân. Nhưng Nguyễn Hòa Bình vẫn được Nguyễn Phú Trọng cất nhắc vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy càng ác càng được Đảng Cộng sản trọng dụng. Được biết vị trí mà Nguyễn Phú Trọng muốn dành cho Nguyễn Hòa Bình là trưởng ban nội chính trung ương. Việc ông Nguyễn Phú Trọng bị Phạm Minh Chính phỗng tay trên kéo Nguyễn Hòa Bình về chính phủ thì đây là một điểm báo rằng Phạm Minh Chính không phải như Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã nâng đỡ Nguyễn Hòa Bình để Phạm Minh Chính dùng tiếp. Được biết từ vị trí bí thư tỉnh ủy mà Phạm Minh Chính còn nối được với thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tân Dũng để được ưu ái các dự án về đặc khu kinh tế Vân Đồn thì có thể nói ông Phạm Minh Chính quả là giỏi mưa móc. Chính vì vậy mà trước một thủ tướng như Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải thận trọng và đánh giá đúng khả năng của ông này. Nếu không thì một ngày không xa, ông Phạm Minh Chính sẽ lấn át quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày một già nua. Qua quá trình xây dựng quyền lực của mình, ông Phạm Minh Chính đâu chỉ mưa móc tạo mối quan hệ kéo người về dưới trướng của ông mà còn liên kết được cả với Bắc Kinh thì đủ hiểu rằng Phạm Minh Chính đáng gờm đến như thế nào. Và câu hỏi đặt ra là vậy thì bên nào đang sử dụng sức mạnh lớn hơn bên nào? Hiện tại thì số ủy viên Bộ Chính trị bên ban bí thư nhiều hơn nên sức mạnh đang nghiêng về ban bí thư. Tuy nhiên sự chênh lệch này là không đáng kể. Trong 5 năm tới, thế lực của Nguyễn Phú Trọng khó mà giữ được mạnh như bây giờ bởi sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đang trên đà xuống dốc rất nhanh. Trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hầu hết những người làm chính trị rất thức thời. Họ sẽ phản khi mà thế lực chính trị họ phò trợ bị yếu dần. Việc trung thành với một thế lực chính trị là rất không tốt. Nếu phò thế lực thất thế, nếu nhẹ thì bị loại khỏi các cuộc ăn chia quyền lực. Nếu nặng thì có thể bị moi ra sai phạm và truy tố để loại đối thủ ra khỏi quyền lực. Bài học Đinh La Thăng đang còn rất nóng hổi. Phò Nguyễn Tấn Dũng, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng thất thế thì không phản Dũng theo phe khác nên đã bị Nguyễn Phú Trọng đánh không còn đường đỡ. Và ông ta liên tục bị lôi hết tòa án này đến tòa án khác không hết. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính sẽ vượt qua Nguyễn Phú Trọng trong một tương lai không xa. Dù có thế lực của Nguyễn Phú Trọng đang mạnh thật như thế và lực của ông ta đang giảm, trong khi đó thì ông Phạm Minh Chính là một tân thủ tướng với nhiều thành tích đáng nể trên chính trường. Ông ta lại vốn là cán bộ công an nên sẽ rất được ưu ái. Tương lai ông Phạm Minh Chính sẽ thay cho ông Nguyễn Phú Trọng
là người có quyền lực lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều có thể dự đoán được. Còn Nguyễn Hòa Bình sang bên chính phủ là do Phạm Minh Chính giành lấy. Tuy nhiên, nếu Phạm Minh Chính giành mà Nguyễn Hòa Bình không đi, thì ông Phạm Minh Chính cũng không làm gì cho được. Một con người thức thời như Nguyễn Hòa Bình, một khi đã chọn idol quân, thì chắc chắn là ông ta đã đặt cược vào Phạm Minh Chính nhiều hơn. Và việc đặt cược của một thế lực đang lên tại chính trường Việt Nam là hết sức quan trọng. Nếu đặt đúng thì sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ thăng hoa, còn nếu đặt chệch thì xem như tiêu tan sự nghiệp. Và theo những gì quan sát được, thì tương lai sức mạnh của ông Phạm Minh Chính sẽ sớm vượt ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 với bản tin Kết thúc Hội nghị Trung ương 2, cán cân quyền lực nghiêng về Nguyễn Phú Trọng hay Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.